Xin chào các bạn, mình là Huy Quỳnh Hoa, chuyên gia chỉnh sửa ảnh siêu cấp VIP Pro. Thì hôm trước mình có quay cái phần 1 review về cái góc làm việc của mình. Thì hôm nay mình xin phép quay thêm cái phần 2 để cho các bạn biết là cái công việc mà tạo ra một chiếc clip dành cho khách hàng nó như thế nào. Thì hôm trước mình đã có quay cái video bạn nhân viên ngồi trên cái ghế và hành động giống như đang ngồi trên cái máy bay vậy á. Thì đã quay được xong cái nguồn video đó rồi. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng xem cái quá trình mình làm nó như thế nào. Thì nó cũng không có gì cao siêu cả, nó chỉ là bỏ vào trong một cái video khác rồi lồng ghép farm, cây farm, rồi sau đó chúng ta bắt dính và chỉnh màu là được thôi. Thì đây chỉ là cái clip review là quá trình, cho nên là mình không có nói nhiều và mình cũng sẽ không có làm chậm rãi hay gì cả, mà mình sẽ tua nhanh cái đoạn video đó, bởi vì cái quá trình làm nó khá là lâu, nó tầm khoảng gần một tiếng đồng hồ mình mới làm xong cái clip đó. Thì các bạn xem, các bạn mà không hiểu chỗ nào thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới mình sẽ trả lời ha. Còn cái phần này thì mình đã nói như ban đầu mình nói, mình chỉ làm clip review để cho các bạn biết cái quá trình làm như thế nào thôi. Ok, cảm ơn, và chúng ta sẽ cùng đi đến quá trình làm luôn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ mở cái phần mềm Adobe Express lên. Thì cái bản mình đang xài là bản 2015. Sau đó mình sẽ bỏ cái video mình đã quay được vào trong. Tiếp theo mình bỏ cái video máy bay nằm ở phía dưới. Sau khi bỏ xong thì mình sẽ dùng công cụ giống như là công cụ Pen Tool bên Photoshop vậy đó các bạn. Mình sẽ cắt cái phần nhân vật đó cho nó to lên một xíu. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ dùng cái key light 1.2 mình bỏ vào trong cái layer của cái anh nhân viên đó đó. Rồi sau mình chọn cây bút và mình chỉ vào cái phần màu xanh thì nó sẽ tự mất đi. Đó. Mình sẽ đưa về chế độ screen master để mình lọc lại cho nó kỹ hơn. Đó, để mình key farm lại cho nó kỹ hơn. Thì ở cái phần này mình xin được phép là không có nói nhiều, bởi vì là mình đây không phải là cái video mình hướng dẫn, mà chỉ là mình review lại cái quá trình làm để cho các bạn thấy thôi. Rồi mình cho chạy thử nha. Đó, như các bạn đã thấy thì mình cho chạy thử thì nó có mất một số đùi, một số phần chi tiết của nhân viên, thì lúc đó mình sẽ xử lý sau. Bây giờ mình chuyển qua cái phần chỉnh màu đã. Đầu tiên mình chỉnh độ sáng nè. Đó. Sau đó mình sẽ chỉnh ở cái phần độ bão hòa của màu nè. Rồi mình cứ chỉnh từ từ thôi. Rồi mình cũng giảm bớt contrast đi. Các bạn sẽ thấy nè, từ cái màu vàng thì nó sẽ chuyển qua cái màu đồng bộ với màu background. Đó. Các bạn chỉnh từ từ thôi. Đối với cái phần chỉnh màu này thì các bạn phải mắt các bạn phải nhìn quen. Cái kỹ năng này nó cũng mất một số thời gian để các bạn có thể làm quen á. Đó, như vậy là mình chỉnh xong thì các bạn thấy nó cái màu nó không có bị chỏi nữa, mà nó sẽ hòa đồng với cái background hơn. Rồi, mình sẽ cho chạy thử lại, chạy test lại tiếp. Rồi, tiếp theo là phần bắt dính. Như các bạn đã thấy thì cái anh nhân viên này, anh chưa đứng ở trên cái động cơ được mà anh đang bị chệch hình ảnh, thì mình sẽ dùng cái phần mocha để mình bắt dính lại, để làm cho anh ta đứng yên trên cái động cơ máy bay. Rồi mình sẽ bật cái phần Mocha Pro lên. Rồi sau đó mình sẽ khoanh cái vùng mà mình cần bắt dính lại. Đó, mình khoanh lại, các bạn thấy. Đó, mình khoanh lại cái vùng đấy, cái vùng động cơ. Rồi sau đó mình tracking nó ra. Tracking này nó sẽ mất khoảng 5 phút để tracking cái phần này. Sau khi tracking xong thì mình sẽ có cái vùng bắt dính nha. Mình sẽ có cái vùng bắt dính đó. Rồi sau khi có vùng bắt dính rồi, mình sẽ tạo ra một cái null object. Mình tạo ra một cái null object nha. Rồi sau đó mình paste cái phần bắt dính này vào cái phần null object đó. Và mình kéo cái phần của layer của nhân vật á, layer anh nhân viên á, mình kéo vào cái phần null object này, thì nó sẽ bắt dính cái null object này mà mình vừa tracking ở cái phần Mocha Pro. Rồi mình cho chạy thử. Đó, các bạn thấy không? Hình ảnh đã không có bị chệch nữa. Đó, anh nhân viên đã đứng yên trên cái phần động cơ máy bay rồi. Rồi mình cho chạy thử. Sau đó, đây là cái phần mà gọi là
gian nan nhất luôn. Đó, mình sẽ phải cây lại từng farm một để lấy lại các chi tiết mà bị mất sau cái quá trình mà mình cây like lần đầu. Đấy, thì đây là cả những cái phần mà mình sẽ phải lấy lại những cái chi tiết mà bị thiếu. Đó, đầu tiên là cái chân nè. Sau đó mình sẽ lấy ở cái mu bàn chân, ở quần. Đó, mình cứ cây từng farm một. Các bạn phải hiểu là cái quá trình đó nó rất đau đầu và nó rất là gian nan luôn. Đó, mình sẽ cắt từng farm vậy. Mình lấy lại. Đó, mình lấy lại. Như các bạn thấy nó rất là cực luôn. Cho nên mình xin phép tua nhanh cái phần này. Mình không nói nhiều về phần này lắm. Sau này mình ra một cái khóa học dạy về cái ghép video này á, thì mình sẽ nói nhiều hơn cho các bạn xem. Rồi, sau khi mình tracking xong thì đây là cái phần tiếp theo, phần tạo bóng nhân vật. Đó, mình sẽ chọn cái phần drop shadow và mình tạo bóng, đặt ở nó ở một cái vị trí thích hợp. Rồi, mình tạo cái độ phủ cho nó. Tiếp theo mình tạo cái độ bóng chân ở dưới mu bàn chân, luôn luôn nó có một cái độ bóng đậm hơn so với những cái vùng bóng khác. Ok, và đây là kết quả. Đó, sau khi làm xong như vậy là các bạn vừa được xem xong cái quá trình mà mình làm ra một cái chiếc clip, cũng giống như là các bạn đã xem xong cái bản chính của phần 2 này, là mình review về cái công việc của mình là như thế nào. Thì rất mong là các bạn thích cái những clip như thế này, thích mình chia sẻ những cái cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như là mình sẽ sắp tới mình sẽ làm những cái clip về vlog, mình sẽ đi trải nghiệm những thứ mà mình cảm thấy là nó đáng để trải nghiệm để cho các bạn xem. Thì trong bắt đầu từ khoảng cuối năm nay thì mình mới bắt đầu làm cái vấn đề thôi, cho nên là mình cũng đang tìm kiếm thêm những chủ đề phong phú để có thể làm cho các bạn, đem tới cho các bạn những trải nghiệm thú vị. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái phần 1 cũng như là phần 2 của mình. Ok.